Dạ Ngọc Ngân xin kính chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Ngọc Ngân Bến Tre. Thì hôm nay thì Ngọc Ngân sẽ cập nhật cho quý cô chú anh chị chiều cao, kích thước cũng như là giá của cái cây mận xanh tâm hoa. Đây là một cây mận, cái nhánh mận xanh tâm hoa. Thì một cái nhánh như vậy thì có giá là 60.000 đồng một nhánh. Thì khi mà quý cô chú anh chị lấy 5 nhánh là Ngọc Ngân sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc cho quý cô chú anh chị. Chiều cao cây tính từ miệng bịch đi lên thì nó cao là khoảng là 7 tấc đó quý cô chú anh chị. Hiện nay thì Ngọc Ngân đang cung cấp 4 loại mận. Đầu tiên là mận An Phước nè, thứ hai là mận Tâm Hoa, thứ ba là mận Hoàng Yến, thứ bốn là mận Hồng Sóc Trăng. Thì hiện tại thì cây mận xanh Tâm Hoa nó rất là đẹp. Mỗi loại thì nó có đặc trưng khác nhau. Cây mận xanh Tâm Hoa thì cái lá của nó sẽ xanh đậm và lá của nó thì sẽ rất là to, và cái trái của nó thì nó sẽ không có hạt. Mận xanh Tâm Hoa hay còn gọi là mận đường thì cái trái của nó khá là to và vỏ của nó khá là dày và nó không có hạt, ăn rất là ngọt và giòn luôn á quý cô chú anh chị. Thì một cây giống như vậy thì chỉ có 60.000 thôi. Khi quý cô chú anh chị lấy 5 cây thì Ngọc Ngân sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc cho quý cô chú anh chị. Và khi mua hàng ở bên cửa hàng Ngọc Ngân thì quý cô chú anh chị cứ yên tâm, mình không có nhất thiết phải lấy một cái combo là 5 cây mận tâm hoa, mà mình chỉ có thể lấy một cây và kết hợp thêm nhiều loại khác. Miễn sao đủ đơn hàng thì Ngọc Ngân sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc cho quý cô chú anh chị. Cái danh sách ở bên cửa hàng Ngọc Ngân thì rất là đa dạng và phong phú để cho quý cô chú anh chị có thể thỏa thích lựa chọn luôn. Đó chính là may ghép hơn 60 loại, trang giống thì cũng hơn 60 loại, đủ chủng loại từ lá nhỏ, lá trung cho đến lá lớn. Nên bên cạnh đó thì Ngọc Ngân cũng cung cấp những dòng cây ăn trái trong và ngoài nước như nho thân gỗ, Việt Quốc. Bên cạnh đó thì Ngọc Ngân cũng chú trọng những dòng cây có giá trị kinh tế cao, ví dụ như là những các loại tùng nè, tùng kim cương, tùng vạn niên, tùng quý phi, tùng ruby. Thì quý cô chú anh chị có nhu cầu về loại nào thì hãy liên hệ với Ngọc Ngân. Thì thường thì tùy loại, có loại thì 2 cây, loại 3 cây, loại 4 cây, cũng có loại 5 cây giống như mận xanh tâm hoa đây. Thì Ngọc Ngân sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc cho quý cô chú anh chị luôn. Và quý cô chú anh chị đừng quên bấm đăng ký kênh cũng như bấm thích khi mà xem video để cho Ngọc Ngân có thêm nhiều động lực, để thêm Ngọc Ngân có thể có động lực để cố gắng sưu tầm nhiều loại cây giống đẹp với giá cả hợp lý để cung cấp cho quý cô chú anh chị. Thì Ngọc Ngân xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã luôn tin yêu và ủng hộ cho gia đình của Ngọc Ngân. Thì Ngọc Ngân xin giới thiệu lại cây mận. Thì cái thân cây này thì nó cỡ như ngón tay út của Ngọc Ngân trở lên, và cái cây nó đã xuống cành thì 3 tháng rồi đó quý cô chú anh chị. Cây của nó thì cái rễ của nó đã ra khỏi bầu rồi. Cây của mình thì nó rất là mạnh khỏe. Đây là cái lá mận xanh tâm hoa nè, nó rất là to bự và nó màu xanh đậm. Thì một lần nữa thì Ngọc Ngân xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem video của Ngọc Ngân. Ngọc Ngân xin kính chúc quý cô chú anh chị lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe, vui vẻ và thành công nhé.